Kính chào và cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Chương trình thời sự tối nay thứ tư ngày 31 tháng 1 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Đảm bảo an toàn vui tết đón xuân, tập trung vào sản xuất kinh doanh ngay đầu năm mới là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 1. Xuân đoàn kết Tết thắm tình quân dân diễn ra tại địa bàn A Lưới, góp phần mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho bà con các dân tộc trong những ngày đầu xuân năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc. Đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán trên các tuyến quốc lộ cao tốc trên địa bàn. Đảm bảo an toàn vui tết đón xuân, tập trung vào sản xuất kinh doanh ngay đầu năm mới là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương tại phiên họp thường kỳ tháng 1 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng tham dự có các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và Phan Quỷ Phương. Báo cáo tại phiên họp cho biết trong tháng 1 năm 2024, nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã có những tín hiệu tích cực. Trong tháng 1, lượng khách ước đạt 308.000 lượt, tăng 25,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 152.000 lượt, tăng 98,5% so với cùng kỳ. Doanh thu từ du lịch ước đạt 595 tỷ đồng, tăng 10,4%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 78,6 triệu đô la Mỹ, tăng 27% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu đạt 65 triệu đô la Mỹ, tăng 76,7% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 1 ước tăng 7,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 1.758 tỷ đồng, bằng 5,2% kế hoạch, tăng 27,4% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 1.180 tỷ đồng, bằng 10% dự toán và tăng 21,8% so với cùng kỳ. Sau khi nghe ý kiến từ các thành viên ủy ban, lãnh đạo các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương cho biết, năm 2024 sẽ có rất nhiều sự kiện lớn mang tầm quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt đối với công tác công bố quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, các sở ngành liên quan cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo. Cùng với đó là các thủ tục khởi công, khánh thành một số dự án lớn, chuẩn bị tổ cho Festival Huế trong năm 2024. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các sở ban ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, và chỉ thị số 49 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp Thìn 2024. Trong đó yêu cầu các sở ban ngành địa phương khẩn trương tập trung ngay vào công việc, đảm bảo kịp thời chất lượng hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh, các hoạt động kinh tế xã hội, phát động các phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tập trung hoàn thành các quy hoạch đề án quan trọng, thực hiện nghị quyết 54 của Bộ Chính trị và nghị quyết 83 của Chính phủ để sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trước năm 2025. Cùng với đó, các sở ngành địa phương ra soát, tổ chức phân công theo dõi, đôn đốc, giám sát và hỗ trợ triển khai các dự án trọng điểm, tạo năng lực mới, tăng thu ngân sách và giải quyết việc làm cho người lao động. Tập trung hỗ trợ giải quyết tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong triển khai các dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm quốc gia, có tính liên vùng, hạ tầng đô thị lớn, hạ tầng văn hóa xã hội và nhiều nội dung quan trọng khác. Về tình trạng tai nạn giao thông có dấu hiệu tăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các cơ quan liên quan cần rút kinh nghiệm. Trong thời điểm trước, trong và sau Tết, cần có những phương án tốt hơn để đảm bảo an toàn giao thông. Cần nhân rộng các mô hình hiệu quả nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong các gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị. Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Hội Khuyến học Thừa Thiên Huế. Toàn tỉnh hiện có hơn 180.000 hội viên với 9 hội khuyến học cấp huyện, 141 hội khuyến học cấp xã phường và hơn 2.300 chi hội ban khuyến học. Năm 2023, Hội Khuyến học huy động hơn 25 tỷ đồng để trao hơn 34.000 suất học bổng khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả rất ý nghĩa của cán bộ hội viên Hội Khuyến học tỉnh trong những năm qua. Biểu dương cả cấp các ngành đoàn thể trong tỉnh, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã dành sự quan tâm ủng hộ cho sự nghiệp khuyến học hiện tại của địa phương. Hội khuyến học các cấp trong tỉnh cần tập trung làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền, của hệ thống chính trị và người dân về tầm quan trọng của công tác khuyến học hiện tại xây dựng xã hội học tập.
năm 2024, Hội khuyến học tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục để thực hiện hiệu quả chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030, xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030, phong trào thi đua mỗi người dân tự học suốt đời đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số, tăng cường đa dạng hóa công tác vận động để phát triển mạnh quỹ khuyến học khuyến tài cả cấp. Chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ tiếp đoàn công tác Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đến thăm và chúc Tết Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế. Tại buổi tiếp, Đại tá Tưởng Văn Thể, Phó Cục trưởng Cục 11 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng đã thông tin về tình hình hoạt động của đơn vị cũng như công tác phối hợp hoạt động giữa đơn vị và tỉnh Thừa Thiên Huế. Cục 11 Tổng cục 2 Bộ Quốc phòng là đơn vị thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn các tỉnh từ Thanh Hóa đến Ninh Thuận. Trong thời gian qua, Cục 11 đã phối hợp tốt với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, đồng thời nhận được sự giúp đỡ tạo điều kiện của cấp ủy chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chuẩn bị đón xuân Giáp Thìn 2024, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Tưởng Văn Thể, Phó Cục trưởng Cục 11 chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, đồng thời chúc tỉnh Thừa Thiên Huế sang năm 2024 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của cán bộ chiến sĩ Tổng cục 2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ khẳng định, trong chiến lược phát triển Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương thứ 6 của cả nước, công tác ổn định an ninh quốc phòng để phát triển kinh tế đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Lãnh đạo tỉnh đánh giá cao những nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cán bộ chiến sĩ Cục 11, qua đó góp phần vào kết quả phát triển kinh tế xã hội của địa phương, củng cố nền quốc phòng an ninh vững chắc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ mong muốn đơn vị tiếp tục có những sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng của địa phương trong công cuộc bảo vệ an ninh trật tự, an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng ngày 31 tháng 1, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm tặng quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy và thăm tặng quà một số cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu đã trao quà Tết cho đại diện 50 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo đang sinh sống trên địa bàn phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu đã ân cần gửi lời động viên thăm hỏi và chia sẻ trước những khó khăn vất vả với các gia đình, đồng thời cho biết những suất quà tuy rất nhỏ nhưng đây là tình cảm của cá nhân và Bộ Tư lệnh Quân khu đối với các gia đình khó khăn, người nghèo, mỗi đồ Tết đến xuân về, góp phần để ai cũng có một cái Tết đầy đủ sum vầy, ấm cúng, không để ai bị bỏ lại phía sau. Đồng thời mong muốn cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm đùm bọc để lực lượng vũ trang quân khu, lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Dịp này, đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu đã tặng quà Tết cho Ủy ban nhân dân phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, đến thăm chúc mừng năm mới, tặng quà cho Hội cựu chiến binh thị xã Hương Thủy, Hội cựu chiến binh tỉnh, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh và Trung tâm truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung Tây Nguyên VTV8. Chương trình Xuân đoàn kết Tết thắm tình quân dân là hoạt động nổi bật trong chuỗi chương trình Tết quân dân do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với cơ quan chính trị các đơn vị quân đội và các địa phương trong cả nước tổ chức vào dịp Tết đến xuân về. Sáng nay, chương trình đã diễn ra tại địa bàn A Lưới, góp phần mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc cho bà con các dân tộc trong những ngày đầu xuân năm mới và Tết cổ truyền của dân tộc. Trong khuôn khổ chương trình do Ban Thanh niên Quân đội phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và cấp ủy chính quyền địa phương huyện A Lưới diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, trao hơn 900 suất quà Tết cho các gia đình chính sách, người có công, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh nghèo vừa khó học giỏi, tặng 35 xe đạp cho các cháu, tặng 5 mô hình sinh kế cho thanh niên, tặng 41 nhà đồng đội, nhà 100 đồng, trị giá 80 triệu đồng một nhà cho 41 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người, trao tặng trên 300 bộ áo quần với tổng trị giá chương trình hơn 9 tỷ đồng. Hôm nay tôi thấy rất là vui, bà con này rất phấn khởi khi có chương trình này. Sự quan tâm của Đảng, của nhà nước, bà con vùng miền A Lưới rất phấn khởi khi có chương trình này để bà con ấm áp được có cái món quà để ăn dịp Tết trong 3 ngày Tết ạ. Bác rất cảm ơn đơn vị đã đưa hàng hóa tới chợ vùng cao của huyện A Lưới.
Xin cảm ơn Đảng, Nhà nước, cảm ơn đơn vị, quân dân để về cho đồng bào A Lưới về ăn Tết được ấm no hơn. Ngày hội bánh chưng xanh vì người nghèo với sự tham gia của trên 60 trại viên của bốn đội thuộc Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Huyện đoàn, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt. Ngày hội diễn ra trong không khí vui vẻ, đầm ấm, mang đậm bản sắc văn hóa vùng cao với nhiều hoạt động phần thi đan xen như thi gói bánh chưng xanh, cắm hoa xuân, trưng bày mâm ngũ quả, văn hóa văn nghệ. Cán bộ chiến sĩ và bà con đồng bào biên giới cùng nhau giao lưu với nhiều hoạt động văn hóa dân gian rất ý nghĩa. Hôm nay được tham dự một cái ngày thật sự rất là ý nghĩa là xuân đoàn kết Tết thắm tình quân dân. Thì hôm nay là được đối với xã Đông Sơn cũng được tham gia các hoạt động rất là nhiều sự kiện. Ở đây như là sự kiện là khám chữa bệnh thuộc miễn phí này, tặng quà cho các hộ gia đình, hộ nghèo của đồng bào xã Đông Sơn. Và hôm nay đặc biệt là xã Đông Sơn cũng đã được trưng bày các mặt hàng của đồ truyền thống của dân tộc Paco Ta Ôi của bà con xã Đông Sơn. Chúng tôi phối hợp với ban tổ chức chương trình, tổ chức gian hàng không đồng với các cái hàng nhu yếu phẩm rất thiết thực cho ngày Tết đối với bà con. Thứ hai, đồng hành cùng với là các cơ quan đoàn thể để tiến hành thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Và là số tiền hiện nay huy được trên 350 triệu đồng. Chúng tôi đưa vào quá trình hoạt động rất là hiệu quả và thiết thực, huy động tất cả các nguồn lực và huy động tất cả các lực lượng, đoàn viên, phụ nữ, thanh niên, rồi lãnh đạo chỉ các cơ quan đơn vị cùng tham gia. Với ý nghĩa và trách nhiệm như vậy, tôi tin tưởng rằng trong Tết năm 2024 thì 100% bà con trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều vui xuân đón Tết có ý nghĩa và thiết thực. Những phần quà trong chương trình được lãnh đạo quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 92, tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế và cấp ủy chính quyền địa phương dành tặng cho các đối tượng chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới A Lưới. Hoạt động ý nghĩa này đã góp phần thể hiện nghĩa tình và trách nhiệm của lực lượng vũ trang quân khu 4 và cấp ủy chính quyền địa phương đối với người dân trên địa bàn. Đặc biệt những vùng đồng bào có điều kiện kinh tế khó khăn để họ có một cái Tết đầy đủ, no ấm. Đây là một chương trình có rất nhiều cái hoạt động ý nghĩa, hết sức thiết thực. Nó mang tính nhân văn và tính văn hóa cổ truyền rất là cao. Và thông qua cái chương trình này cũng đã tuyên truyền, giáo dục cho quần chúng nhân dân, cho đồng bào các dân tộc ở huyện miền núi A Lưới, cũng như mối quan hệ tình cảm giữa quân dân, giữa là đồng bào các dân tộc và các lực lượng vũ trang đang đứng chân trên địa bàn A Lưới về cái Tết truyền thống cổ truyền của dân tộc, cũng như là cái truyền thống cao đẹp về tương thân, tương ái, chia sẻ và đồng viên nhau cùng đón một mùa xuân mới vui tươi, đầm ấm và phấn khởi. Hoạt động này mang ý nghĩa sâu sắc với mong muốn người nghèo, đồng bào dân tộc có xuân ấm áp, học sinh đón Tết yêu thương, giữ vững biên cương tổ quốc. Các đơn vị đã mang đến nhiều niềm vui và hạnh phúc trong những ngày đầu xuân mới và Tết cổ truyền của dân tộc, qua đó càng thắt chặt nghĩa tình quân dân nơi biên cương của tổ quốc. Xuân này, bà con nhân dân các dân tộc ở biên giới A Lưới dường như đủ đầy hơn từ chương trình xuân đoàn kết, Tết thắm tình quân dân. Mỗi người dân lại thêm vững niềm tin, phấn khởi đón mừng mùa xuân mới về bản, thắp lên niềm hy vọng một năm mới có nhiều thắng lợi mới, ấm no, hạnh phúc. Kỷ niệm 123 năm ngày mất của bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế tổ chức dâng hương tưởng niệm. Bà Hoàng Thị Loan sinh năm Mậu Thìn 1868 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Năm 1895, sau khi gửi người con gái đầu lòng cho mẹ ruột, bà đem hai con trai là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung theo chồng vào Huế. Năm 1900, bà sinh thêm người con thứ tư là Nguyễn Sinh Nhuận. Trong lúc ông Nguyễn Sinh Sắc và con trai cả vắng nhà, bên mình chỉ còn Nguyễn Sinh Cung chăm sóc. Sau khi sinh, do sức khỏe yếu, vật chất thiếu thốn, bà mắc hậu sản và lặng lẽ qua đời vào ngày 10 tháng 2 năm 1901, khi vừa 33 tuổi. Bà đã sống cuộc đời tần tảo hy sinh cho chồng con đến tận giây phút sau cùng.
tròn 123 năm ngày mất của bà, Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Huế cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành đã dâng nén hương thơm để tưởng nhớ tri ân bà Hoàng Thị Loan, người phụ nữ Việt Nam nhân hậu đảm đang, người mẹ kính yêu đã có công sinh thành và dưỡng dục, người lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới Hồ Chí Minh. Hội Văn nghệ dân gian Thừa Thiên Huế tổ chức tổng kết hoạt động năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024, trong đó trọng tâm là tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện công trình làng văn vật Thừa Thiên Huế. Trong năm 2023, Hội Văn nghệ dân gian Thừa Thiên Huế đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học về chủ đề văn hóa dân gian, tổ chức biên soạn công trình nghiên cứu dân gian Thừa Thiên Huế năm 2023 và trao tặng sách cho Thư viện Tổng hợp tỉnh Thừa Thiên Huế. Năm 2024, Hội tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, nghiên cứu, triển khai thực hiện công trình làng văn vật Thừa Thiên Huế, tổ chức trại sáng tác văn nghệ dân gian năm 2024 tại phố cổ Bao Vinh, phường Hương Vinh, tham gia sẽ tặng các giải thưởng, tặng thưởng hàng năm của Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật tỉnh, Hội văn nghệ dân gian Việt Nam, tiếp tục vận động các hội viên tham gia các trại sáng tác, hoàn thành các bản thảo công trình để đăng ký hỗ trợ sáng tạo hàng năm của Hội văn nghệ dân gian Việt Nam. Những nẻo đường xương là chủ đề của triển lãm ảnh do Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế phối hợp với câu lạc bộ nhiếp ảnh Đặng Huy Trứ tổ chức tại địa chỉ 2325 Lê Lợi Huế, góp thêm địa chỉ thưởng lãm nghệ thuật cho công chúng và du khách dịp đầu xuân. 32 nghệ sĩ tham gia triển lãm dù đã ở tuổi ngoài 60, nhưng sự rung động trước cái đẹp của thiên nhiên, của đất trời và của lòng người khi vào xuân thì vẫn tươi mới, trong trẻo. 60 tác phẩm góp mặt trong triển lãm đem đến cho người dân và du khách những hình ảnh đẹp về những hoạt động vui xuân đón Tết, hoạt động lễ hội, những hình ảnh thể hiện sức sống của thiên nhiên, con người và những cảnh đẹp, sự bình yên, phát triển đổi mới của thành phố Huế. Ở đó, người xem bắt gặp xuân Huế với những nét đẹp rất riêng. Đó là sự bình dị chân chất của cuộc sống người dân quê những ngày giáp Tết, hay không khí rộn ràng hối hả của các làng nghề. Xuân Huế cũng được bắt gặp trong mỗi ngôi nhà góc phố, từ chốn cung đình ra cõi dân gian, từ sáng sớm mai đến buổi chiều tà, từ hoa xuân, bánh Tết, mùa lân rồng đến pháo hoa rực rỡ. Tất cả tạo nên bức tranh xuân, không khí xuân ngập tràn hương sắc. Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức thăm và trao quà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các trung tâm y tế huyện Phú Lộc, Phú Vang, Phong Điền, Quảng Điền và thị xã Hương Thủy. Đoàn đã trao 170 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng tiền mặt, 20 suất vật chất gồm gạo và dầu ăn, kinh phí và các phần quà huy động từ các nhà hảo tâm. Trong dịp giáp Tết Nguyên đán, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người dân xã Hồng Bắc, huyện A Lưới, trao quà cho 9 trung tâm y tế và bệnh nhân khuyết tật tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thừa Thiên Huế và Bệnh viện Tâm thần Huế. Chia sẻ với bệnh nhân tham gia bảo hiểm y tế có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại bệnh viện điều trị, không thể đón Tết sum họp bên người thân gia đình, sáng nay Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao 20 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế. Gửi lời thăm hỏi động viên các bệnh nhân sớm bình phục, khỏe mạnh, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng bày tỏ hy vọng món quà sẽ tiếp thêm động lực, thắp lên niềm tin, hy vọng và cuộc sống cho các bệnh nhân vì một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế vừa trao trả lại nhiều tài sản quý giá cho các tổ chức, cá nhân bị mất trộm. Trước đó trên địa bàn thành phố Huế liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản tại các đình làng, nhà thờ. Đối tượng gây án tập trung trộm các bức liễng, bức hoành, lưu đồng, đèn thờ, bộ tam sư, hạc bằng đồng. Công an thành phố Huế nhanh chóng xác lập và phá thành công chuyên án bắt giữ Nguyễn Minh Diệp, sinh năm 1975, trú tại phường Thuận Lộc, thành phố Huế, và Trương Minh Thắng, sinh năm 1997, trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận gây ra 7 vụ trộm cắp tài sản tại các nơi thờ tự, trong đó có một vụ trộm bức hoành phi tại điện Voi Rẽ. Đây là tài sản thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế. Nhận lại tài sản bị mất trộm, ông Dương Ngọc Minh, đại diện phía Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, và ông Lê Ngọc Thành, đại diện đình làng Đốc Sơ, phường An Hòa, bày tỏ niềm vui mừng, cảm ơn đến Công an thành phố Huế, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực điều tra khám phá án để trao trả lại cho trung tâm và đình làng. Những tài sản này không những có giá trị về mặt vật chất mà có giá trị lớn về mặt tinh thần, cần phải gìn giữ và bảo tồn. Thời điểm cuối năm, trên các tuyến quốc lộ cao tốc qua địa bàn tỉnh, lượng người và phương tiện về quê đón Tết và lưu thông qua lại gia tăng đáng kể.
Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã huy động tối đa lực lượng để triển khai các phương án tuần tra kiểm soát. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trên tuyến quốc lộ 1A, 100% cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh ứng trực 24/24, trực tiếp phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện cho người và phương tiện di chuyển an toàn, thuận lợi trong đợt cao điểm sau Tết. Bên cạnh việc phân luồng, điều tiết giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Trọng tâm là xử lý kiên quyết vi phạm nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, không để xảy ra tình trạng nhồi nhét, vượt quá số người quy định. Với là hai tổ cảnh sát ở hai đầu tỉnh kiểm soát chiều ra và kiểm soát chiều vào và ngược lại, các tổ sử dụng phần mềm VN cảnh sát giao thông mới của cục rất thuận lợi trong công tác là tuần tra kiểm soát, tránh trùng nhầm giữa các tỉnh với nhau. Trong dịp này thì cán bộ chiến sĩ đã được ban chỉ huy phòng quán triệt với tinh thần trách nhiệm cao, xử lý quyết liệt, mạnh mẽ, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đảm bảo giao thông thông suốt để phục vụ bà con được vui xuân đón Tết. Từ nay đến trước, trong và sau Tết thì quán triệt tư tưởng chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an cũng như lãnh đạo công an tỉnh, thì lực lượng giao thông toàn tỉnh, trong đó lực lượng của Phòng Cảnh sát Giao thông xác định là làm xuyên Tết. Đấy, làm sao mà để đảm bảo trước, trong và sau Tết người dân làm ăn xa, trở về gia đình cũng như quá trình mà đón Tết vui xuân và kể cả sau khi Tết xong mà trở về công việc thì để đảm bảo an toàn. Thời điểm cuối năm khi nhu cầu vận tải hành khách ngày một tăng cao, việc bố trí các tổ công tác tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe khách, xe buýt tại các bến xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được các lực lượng chức năng đẩy mạnh nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tài xế vi phạm. Ngoài ra, các lực lượng chức năng cũng đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với tài xế xe khách về việc không sử dụng rượu bia, ma túy khi lái xe. Bên công ty chúng tôi có chấp hành nghiêm luật lệ an toàn giao thông đưa ra, không rượu bia, chất kích thích, không chở số người quy định, hàng cấm trái phép của quy định nhà nước. Đến thời điểm này, cả đơn vị vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đều đã lên phương án đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết và mùa lễ hội đầu năm 2024. Để phục vụ nhu cầu hành khách, các nhà xe, hãng xe đã niêm yết đầy đủ giá vé, cam kết không tăng giá vé trong dịp Tết. Đồng thời thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng để chấn chỉnh các vi phạm nếu có. Đối với doanh nghiệp vận tải thì chúng tôi cùng phối hợp để tăng cường dự báo cái lưu lượng khách đi trên các tuyến tăng cao để tăng cường thêm phương tiện phục vụ. Đồng thời là yêu cầu các doanh nghiệp vận tải niêm yết các cái chất lượng dịch vụ, rồi đảm bảo các cái điều kiện kinh doanh về người lái cũng như là chấp hành nghiêm các cái quy định về điều kiện kinh doanh vận tải. Dự kiến nhu cầu di chuyển của hành khách dịp trước và sau Tết tăng khoảng từ 20-30%. Việc tập trung xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân vi phạm trật tự an toàn giao thông, vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách sẽ góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.